mua cho một chị một miếng nhãn á. Không bớt ha chị. Bốn chục mà cô, Việt Nam dễ gầy, nước ngoài nó 800 ngàn ký là cô. Việt Nam dễ gầy à. Bánh tét này là bác Tư mua hết. Moving. Không có moving nữa. Ở ngõ một con máy đường cái cao mình tại vì cái này mới mất tiền em mua hay không? Mất tiền luôn.